trước thánh nhân cùng dâng lời cảm tạ và cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nắng ở đây trên núi. Vậy vì sao người miền xa liêm lại thờ Thiên Chúa khác xa nơi này? Này con ơi, ngày giờ đã tới, thời tôn vinh Cha chẳng phải trên núi. Hãy ra liêm mà ở chân lý, và nhờ thần khí được sống trường Hãy